Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong các bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì tòa án vừa báo tin vui cho Hồng Loan cũng giống như là bác bỏ đơn tố cáo của cái cô Kim Oxin nha cô chú anh chị ha. Đó. Quý vị có biết rằng là tại sao mà cái cô mà Kim Oxin này lại mạnh miệng như vậy không? Lại tố cáo Hồng Loan và tố cáo Hồng Loan về vụ việc gì? Và tại sao mà cô Kim Oxin này đã từng sang băng để lậu cũng giống như là khi mà Hồng Loan rời khỏi nhà thì số tiền trong nhà vẫn bị mất cắp. Nhưng mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn không đuổi cô Kim Oxin này là lý do tại sao không? Thì ngày hôm nay Tiến sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị ha. Và cũng giống như là một cái thông tin mà phía bên kia đưa ra với vậy không, nói rằng là chị Ni bị truy nã rồi không dám trở về Mã Lai. Thì thật sự ra em nói như thế này nè, nhiều khi mình làm cái gì á, mình đừng nghe người ta nói quá, mình phải kiểm chứng, cũng giống như mình đặt cái suy nghĩ chút xíu. Có ai mà thời nào mà bị truy nã dù trốn sang nước khác thì trốn, chứ cũng phải trốn chui trốn nhủi chứ đâu phải là hiện hình nguyên cái mặt ra vậy rồi đi dài dài đường rồi lên mạng rồi live stream như vậy. Ủa bọn mày vi phạm pháp luật ở nước đó chạy ra nước ngoài là mình sẽ thoát sao? Chạy ra nước ngoài là mình sẽ được lên mạng, mình sẽ làm mọi thứ là không bị bắt sao? Trời ơi, thật sự ra có những người bên đó họ nói thôi, mà thật sự ra cũng có người tin thua luôn cô chú anh chị. Cũng giống như cái cô mà chị Đại gì ở bên Mã Lai đó cô chú anh chị. Nói rằng là đi dám về Mã Lai không? Nếu về á, nó sẽ mua vé máy bay đầy thọ đi về ăn khách sạn này kia. Rồi gì sẽ thua 5 miếng đất, hù dọa hả? Đây nhìn lên về Việt Nam nhìn lên ký sang tên 5 miếng đất đi rồi bắt đầu mới chơi được, chứ lỡ bay qua bển rồi người ta qua tới bển rồi nói rằng không có này kia, khi đất không phải của mình nữa rồi sao giờ? Quý vị không, bởi vì cứ lên mạng cứ hù rồi cứ nổ cho dữ, cũng giống như là ai cái nick giả Lương Quang Bình đó cô chú chị, nói chị Ni bị truy nã không dám ra cái gì đại sứ quán Malaysia. Trời ơi, bả ra rồi đó, bả chụp hình, bả live stream, bả hỏi có tôi bị truy nã không đó. Ủa cái gì vậy? Ủa cái người lần đầu tiên mà thấy cái người bị truy nã ra lại lãnh sứ quán mà hỏi tôi có bị truy nã không hả? Ơi quý vị thấy không, toàn là ảo, toàn là ảo hết, toàn là đi mà dẫn dắt dư luận hết, mà chứng tỏ rằng là bên kia có một đội ngũ rất là ghê gớm nha cô chú anh chị ha. Họ chắt lọc, họ đưa thông tin ra, họ dẫn dắt quá ghê gớm. Thật sự em nghĩ mà nếu không có Vũ Luân, không có Bình Tinh, không có chị Ni, không có một số những cái người đứng sau giúp đỡ Hồng Loan thì chắc giờ Hồng Loan đã thua rồi cô chú anh chị. Bởi vì tại sao mà họ tự tin rằng á là họ sẽ thâu tóm được Hồng Loan, và họ mạnh miệng lên mạng tuyên bố Hồng Loan là con nuôi, thậm chí là tước luôn cái quyền làm con của Hồng Loan để mà đi tranh giành tài sản, thật sự quá ghê gớm. Và em nghĩ rằng với những cái tuyệt chiêu này nên chú Bảy cũng phải ngậm ngùi mà đi sau đi theo đó, cũng giống như là cái cô Kim Oxin này cô chú anh chị. Thì chị Ni mới thông báo một cái thông tin khẳng như thế này, em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị để chúng ta biết ha. Giả chị Đại xăm chậu ở Malaysia là Hồ Tiền, nói đã từng dùng bằng lái xe của Ni để cài hình nền từ WeChat, Facebook để đi ức hiếp chiếm đoạt của những ai yếu bóng vía, làm ăn chung thích thì nói chuyện ngang ngược, ai phản đối mét chồng hả? Người ta hẹn ra nói chuyện thì luôn miệng bảo chồng không cho ra, live stream chửi ở nhà là được rồi. Những hình ảnh dưới của em khi chơi hụi từ Hồ Tiền. Sau tranh cãi thì bạn trai em ấy làm tới đã dàn xếp ổn thỏa. Sau tranh cãi thì bạn trai em ấy làm tới đã dàn xếp ổn thỏa. Chứ không có mà gào thét. Đây chỉ là một trong những tin nhắn bài viết mọi người chụp gãy Ni lưu lại. Còn rất là nhiều trường hợp ở Malaysia mà chị Đại xăm chậu này muốn tới thẳng nhà, muốn là đánh là tát, trừ trường hợp không yếu bóng vía. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến mọi người lo lắng và có thể hiểu sai lệch vấn đề nếu không nắm rõ chi tiết câu chuyện, và thiết nghĩ cũng cần có thông tin rõ về đối phương là ai, cần thiết phải đáp trả phản biện, rồi họ đủ tư duy nhận thức để hiểu rõ về vấn đề hay không. Một con xăm chổ
cho vay nặng lãi chủ hụi khét tiếng Malaysia rồi hằng ngày Ni phải đi đó chắc sao? Ni cũng chỉ nhìn cười nhẹ nhìn những thành phần như anh Đờn ghi ta trong đám cần cần cấu kết hãm hại Ni chứ biết làm gì bây giờ. Rồi mọi người cũng thấy mướn người từ Malaysia về làm đủ trò cũng chỉ để triệt hạ Ni. Ni đã biết ngay từ đầu, đã xác định là sẽ bị tấn công, công kích, sẽ bị hãm hại, sẽ bị tấn công dưới mọi hình thức. Đường ta thì ta cứ đi, đề phòng thì vẫn phải đề phòng tiểu nhân. Ni ở nhà hay ra đường có những lời yêu thương, những lời động viên, thậm chí những cái ôm ấp tình người thì dù có bị tấn công cỡ nào thì cũng chẳng hề hắn gì. Chúng ta sống trên đời có nắm một đống tiền bị người đời khinh khi, sỉ vả và cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa. Ấy vậy mà Ni thấy sự trơ trẽn của những người đến kỳ lạ, chỉ biết lắc đầu và ngán ngẩm. Đó là lý do tại sao Ni dám thưởng 5 miếng đất. Tại sao? Đó là lý do tại sao Ni nghe dám thưởng 5 miếng đất là Ni kêu về công chứng liền tay, có sự chứng kiến của đôi bên, có sự chứng kiến của mấy anh YouTuber. Vì công chứng xong, Ni sẽ để 5 miếng đất cho mấy anh nếu có thật. Mà em nghĩ chắc không có thật đâu. Vì sao? Tại vì bên kia đâu dám đâu, hù thôi chứ thật sự làm gì có. Đúng không? Chứ đừng thách thức rồi muốn nói gì thì nói cũng được. Lời nói mình nói ra phải có trọng lượng, chẳng hạn sao kê đơn giản từ tài khoản của mình. Nếu trong sạch thì ngân hàng sao kê, thì ra ngân hàng sao kê thôi. Để lấy lại danh dự cho mình cũng như không làm được là đủ hiểu. Để lấy lại danh dự cho mình cũng không làm được là đủ hiểu. Mắc gì mà cứ đứng đằng sau chỉ đạo thách thức bên đây những câu chuyện lớn lao, người ta chấp nhận thì lèo lách, lương lẹo. Mong anh Đờn đọc hiểu biết ai mới là người kiện và lập vi bằng cho những hành động từ xưa đến nay. Chứ bô lên YouTube mà nói tào lao biết đau, không nắm rõ luật cũng không phân biệt đúng sai thì chào thua. Không ấy anh qua Malaysia kết hôn với nó, đứa đàn đứa chửi là đúng một cặp trời sinh luôn đó. Chứ chuyện tình ngăn cách đôi ta, anh thì thầm bên tai mà em nhai như con đĩa, ngăn cách tình đôi ta cho hai người quá. Nói chung là vừa biện minh mà vừa nói luôn cô chú anh chị. Thì phía bên đây thì chị Ni có kèm theo một số những cái tấm hình, mà những tấm hình chụp căn cước này kia thì em không có thể để lên được, nó liên quan tới vi phạm về quyền cá nhân ha, cô chú anh chị thông cảm giúp em ha. Đó, qua cái những cái lời này thì chúng ta đủ biết rằng á, những con người mà muốn triệt hạ chị đi như thế nào rồi. Quý vị không, giống như là cái nick Lương Quảng Bình, quý vị không, lên thách thức 5 tỷ xong rồi người ta chấp nhận xong biến mất tiêu, rồi kêu ra ngân hàng, kêu ra đại sứ quán để gặp mặt, cuối cùng người ta ra cũng mất tiêu. Đó, gặp là trốn mà lên cứ thách thức thôi cô chú anh chị. Nè, thì mới nhất thì chị Lon cũng có mới thông báo như thế này, em cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị. Đây, để em chia sẻ cho cô chú anh chị. Thì chị Lon chia sẻ như thế này: dạ, hiện tại con đang cần thu thập những bằng khen phong tặng nghệ sĩ ưu tú và những giải thưởng của ba được tặng, nhưng giờ đã thất lạc. Nếu cô chú bác anh chị nào có bản ảnh xin gửi cho con để con tập hợp lại làm bộ sưu tập kỷ niệm về ba, xin gửi qua Facebook hoặc gửi về địa chỉ số 5 Đào Thị Điểm. Con cảm ơn cả nhà yêu thương. Quý vị không, đúng là con gái của cô nghệ sĩ, người ta luôn tìm những cái mà lưu giữ lại những cái hình ảnh cũng giống như là những gì mà của cô nghệ sĩ đã từng trải qua cũng như là đã lãnh được. Còn bên kia thì kiếm mọi cách để mà bào, để mà móc, để mà kiếm chác trên cái tên tuổi của cố nghệ sĩ. Quý vị thấy rõ ràng không? Đó, những bây giờ những cái huy chương, những cái trang sức, những cái đồ của ba người ta thì bị mất tiêu hết trơn. Nhưng mà ăn không được đâu cô chú anh chị ơi, em nói. Rồi từ từ cũng phải ói ra thôi, những người giữ cái đó thì cứ giữ đi ha. Rồi khi một ngày nào đó đẹp trời, tự nhiên cái CA bay vô nhà bắt cái là toan à cô chú anh chị ha, cứ để họ đi ha. Còn giả sử như cô chú anh chị nào mà muốn giúp Hồng Loan có đầy đủ bộ sưu tập á, thì có những hình ảnh hay có những bằng khen gì đó thì có thể mà gửi qua cho Hồng Loan như cô chú anh chị ha, để cho cô con gái của cố nghệ sĩ có những cái hình lưu niệm cũng như lưu giữ về ba, về những hình ảnh của ba của mình ha. Còn không thì hãy like và chia sẻ những thông tin này đến nhiều người để biết đâu đó bạn bè của chúng ta là những cái người mà có những hình ảnh này sao, đúng không cô chú anh chị ha. Thì một cái thông tin nữa họ cũng bịa đặt cho chị Ni, xong thì giờ bịa đặt cho Linh Tý. Thì họ nói bên Tý từ nhỏ là chơi gì, chơi CK ghê lắm cô chú anh chị ơi.
nói rằng là Linh Tý là chơi xè ki, nói đơn giản xè ki quý vị biết ha. Thì anh Linh Tý mới lên nói như thế này nè: bôn ba từ nhỏ, 13 tuổi tự lập, 17 tuổi chính thức ra riêng, tự làm tự sống. Thời điểm không có tiền mua gạo, mua bình nước uống, chứ đừng chi nói đến tiền nhà tiền điện ba chấm. Ở đó mà tiền mua xe ki kha kha, bị đồn hồi đó cũng 4 năm mà thôi kệ, thấy ốm ốm là đồn hay hay đồn quá. Nhà có chuyện quay về nhà cho mẹ vui, làm ăn thất bại lại phiền mẹ, suy sụp một thời gian, mẹ khóc tỉnh lại làm lại từ đầu. 28 tuổi lập gia đình, những năm đầu tiên kỷ niệm ngày cưới khắc trên cái bánh bao ngọt, và ngài tự mua cho mình cái nhà đầu tiên, dù rất nhỏ nhưng là ngày hạnh phúc và nhiều nước mắt nhất. Tôi không trong sạch nhưng tôi rất rõ nét. Nói chung là Linh Tý đã sao kê về cuộc đời của mình đó. Bây giờ sao kê ngân hàng xong, bây giờ sao kê cuộc đời của mình đó. Còn cái việc mà nói thật sự, cái quá khứ của ai cũng có đúng không, dù có tốt với xấu gì chăng nữa thì cái là chuyện riêng của mọi người. Nhưng mà cái điều ở đây người ta không quan tâm gì cái chuyện quá khứ của bất kỳ ai, nhưng mà ta quan tâm câu chuyện hiện tại nè, là câu chuyện của Hồng Loan đó. Đừng có đem cái quá khứ người khác, chưa chắc gì mình đã trong sạch hơn đâu, đúng không cô chú anh chị đó. Mà càng càng đem ra thì người ta càng bươi móc thì nó lại càng có quá khứ. Tại sao người ta lại nói quá khứ của cô Sáu, quá khứ của chú Quẩy, là tại vì đây là những cái lời nói, đây là những cái lời nói nha, của cố nghệ sĩ đã nói trên sân khấu, đã nói trong lúc nhậu, đã nói trong lúc ngồi nói chuyện với bạn bè, và được quay lại đưa lên mạng xã hội. Thì nên mọi người mới quan tâm thôi. Chứ bây giờ câu chuyện chính mọi người vẫn quan tâm như thế này: thứ nhất, Hồng Loan có là con ruột hay con nuôi gì cũng đã được thừa hưởng tài sản của ba người ta. Cái thứ hai, đã kêu gọi từ thiện rồi thì phải sao kê minh bạch rõ ràng theo lời hứa. Đó, đơn giản hai cái đó thôi. Bây giờ cái đầu tiên mình làm, cái đầu tiên mà thì bây giờ chờ pháp luật đi. Cái thứ hai mình tự mình làm được nè, là mình sao kê minh bạch ra ngân hàng cái là xong, là mình rõ ràng hết mọi thứ, là mình tránh được một cái sự hiểu lầm rồi đúng không? Đó mà biết không, cứ chó bay chó bẫy đó, rồi lên vu khống Hồng Loan, rồi từ từ rồi tự khai ra mình luôn hả cô chú anh chị. Đó, nói chung là cô cháu gái phải gọi là có một cái chiến thuật, để em coi thử cô chú anh chị nói cái nói đúng không nha. Là cô cháu gái có chiến thuật như thế này: chấp nhận là mặt dày nè, chấp nhận trơ trẽn nè, chấp nhận bị tẩy chay, chấp nhận mang tiếng xấu cả đời, thà chết không sao kê, để ôm trọn tiền phúng điếu, tiền quyên góp để rồi tiền chi cho nhóm chuyên nghiệp tấn công qua mạng tứ phía, tiền chi cái gì, chi tiền thừa phát lại lập vi bằng, chi tiền thuê mướn luật sư, chi tiền hoa hồng cho đồng minh đồng bọn, chi tiền cho mẹ chăn nuôi thú, chi tiền mua oxy cho chú Bảy thở, chi tiền thuê người viết bài chửi chửi cái gì, người chửi mướn, chi tiền thuê giang hồ ma la siết khỉ, chi tiền làm giàu, tổ chức show bán bún bò đi Pháp, đi Đà Lạt lưu diễn để được gì, nói cũng chẳng ai tin, tỏ vẻ đáng thương cũng chẳng ai yêu, thích làm ruột thịt, thích được thương nhất. Nhưng tài sản theo pháp luật vẫn là của muốn của mớm, tình yêu thương cộng đồng mạng vẫn dành cho mớm, mọi người giúp đỡ tặng quà vẫn là mớm. Đúng là gạt ai chứ đừng gạt người chết, khó nhai lắm, lợi ích người khác hưởng, tiếng xấu mình ôm trọn, chửi người ta thì sẽ mang nghiệp đau dè quả báo mình đang mang. Thì quý vị thấy thật sự đúng mà. Nói chung là lấy tiền người sống thì còn trả được nha, chứ lấy tiền người mất á, quý vị học từ từ thân bại danh liệt. Tiền nói là cái gì mà từ mồ hôi nước mắt công sức của mình làm ra thì cái tiền nó còn lâu dài được. Còn cái tiền mà giống như là mình nghĩ cách để mình chiếm đoạt, mình làm mình lấy được cái đó rồi á, thì ăn ngủ đâu yên đâu đúng không, rồi quả báo cũng sẽ tới, rồi từ từ cũng sẽ trả lại hết thôi, rồi từ từ cái tiền nó cũng hết thôi. Khi mà hết tiền hết bạc rồi á, tiền đâu lập vi bằng, rồi hết tiền hết bạc tiền đâu muốn báo 20k giết. Người hết tiền hết bạc tiền nó muốn luật sư đó, tới lúc đó thì một giai đoạn nó cũng hết và lúc đó mình nhiều khi bị những cái người nào quay lại để tấn công đó. Thì từ từ đi quý vị thấy không đó. Giống như cái cô mà soạn giả của chú anh chị, bây giờ chúng ta có thể thấy được là cái hành động của cô soạn giả này là giống như là ghen rồi cô chú anh chị, quá ghen luôn. Bữa hôm thì lên tiếng bêu xấu cô Thoại Mỹ, rồi hôm kia thì là bêu xấu cô Ngọc Quyền, rồi hôm nay lại tiếp tục lên để mà nhục mạ, cũng giống như cười chê cưỡng nhợt cô Phương Hồng Thủy. Nhưng mà so lại mình như ai, mình như cái đòn đánh tét vậy đó. Mình thật sự ra nói về tên tuổi, nhưng mà mình không nhắc người ta cũng không biết mình là soạn giả nữa, mà mình không biết là mình viết được bao nhiêu tuồng nữa, mình có bao nhiêu chương trình nữa,
mà người ta vậy không, ca sĩ được phong tặng nghệ sĩ ưu tú mà người ta đi lưu diễn ở chỗ này chỗ khác, lưu diễn phải nói trên khắp cả nước, fan người ta hàng triệu triệu người, còn mình á thì ngồi ở nhà. Bây giờ thật sự em nghĩ là không ai dám chơi đâu vậy không. Rõ ràng nếu mà cái người mà gọi là chi kỷ á, thì người ta phải nên tôn trọng cái người đã khuất. Miệng thì nói rằng á là anh Năm á, anh không thích người ta bàn tán cái chuyện gia đình lên không mạng đâu, miệng thì nói vậy nha, nhưng mà vừa quay qua lại là tung cái ghi âm của người ta nói chuyện tâm sự về gia đình ta lên mạng, miệng thì nói anh Năm không thích đâu nha, nhưng mà cái quay qua cái là nó tung ghi âm lên mạng, nó anh Năm cho phép. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo đúng không cô chú anh chị, cũng là một câu nói đó. Mà quý vị thấy đây là từ từ sẽ tấn công luôn những cái người mà trước đây đã có những cái mối quan hệ giống như là đã từng đi lưu diễn cùng với cố nghệ sĩ. Nó ghen, mà nói chung là ghen tức ghen để ghen đủ thứ, ghen lằn lộn lên ăn ngủ không yên, tối ngày cứ tìm cách là chửi người khác, xúc phạm người khác, thì từ từ thì cũng sẽ có cái kết cục thôi cô chú anh chị. À, người ta thì người ta không nói không phải là người ta mà để yên đâu, thì từ từ phải trả giá đó. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tới một cái bài của Lu Lu Ăn nói về các cô trợ lý nha cô chú anh chị ha. Hãy xem những gì mà Kim Oxy này đã làm trong thời gian qua. À, khi mà thời gian mà làm cho trợ lý cho chú đó, lúc lén lút chép đĩa lậu bán ra ngoài, cái này thì có, cái này thì cô soạn giả từng post ha cô chú anh chị ha. Mấy tờ hóa đơn khống chú từng bóc post thì này có video quay lại nè. Khi Hồng Loan đi khỏi nhà, tiền vẫn mắc liên tục, kiểu cấp vặt, thường xuyên nhậu nhẹt, uống bia trong lúc chú bệnh. Cái này thì trong bệnh viện người ta có mấy người y tá người ta có nói nè. Vậy tại sao cô Oxin này vẫn làm việc bên cạnh ông Hoàng? Nể tình là người giới thiệu, đã mắc đó là Hắc Vinh ha. Đó, để lý giải cho tại sao mà làm những hành động này nhưng mà chú vẫn không có đuổi cô Kim Oxin này nha cô chú anh chị ha. Còn cái này là nể tình, dù sao cũng chăm sóc mình, thì cái việc mà chăm sóc cố nghệ sĩ thì cái điều này á không ai phủ nhận hết ha. À, nhưng mà nói là chăm sóc không có vì lợi ích hay không có vì vật chất hay không có âm mưu tính toán gì là sai ha. Rồi chú cũng xem như là con cháu trong gia đình nên tha thứ. Đó. Mối quan hệ giữa Kim Oxin và gia đình cô Sít, trước khi cô Sít về cái nhà này, Kim Oxin là trùm chỉ sao chú. Khi gia đình cô Sáu về thì Kim Oxin đã mất vị trí này, trong lòng chán ghét nhưng không dám ra mặt, bằng mặt không bằng lòng. Có clip ghi lén má tư Quốc Thanh có nói cô Sáu muốn tán con Kim Oxin vì không chịu đưa chìa khóa két sắt. Cái này tự họ đưa lên đó cô chú anh chị thấy không. Sau khi chú mắc, Kim Oxin làm gì, bảo mình làm việc không công, chắc chú chèn ép người làm, muốn làm má Hồng Loan dành phòng ngủ, kết hợp cần cần cô lập mớm thưa mớm, dọn hết toàn bộ đồ đạc, không quên đòi cái bàn thờ. Mà em nói thật sự cô chú anh chị, trên đời giữa đất em mới thấy một cái người mà gọi là Kim Oxin á, giả sử như mình đâu ai mượn mình mua đâu, tự mình mua cái bàn thờ xong rồi bây giờ mình bị con gái người ta kêu ở về nhà đi để trả cái phòng đó. Giả sử như em nói, giả sử như cái nhà mà nó có giả sử 20-30 cái phòng á, mà Hồng Loan á thấy gì Hồng Loan đuổi cái cô trợ lý này á đi về nhà thì nhiều khi cũng bậy đúng không cô chú anh chị. Còn ở nhà đâu, người con gái người ta thì ba người ta mất thì con gái người ta dọn về nhà ở trong phòng ba người ta là cái điều mà thiên kinh địa nghĩa rồi đúng không. Thì giờ nhà hết phòng thì kêu cô về đi, mà vậy cũng đi kiện cáo đó, nói rằng á là Hồng Loan đuổi không kịp dọn đồ làm thất thoát tài sản, rồi Hồng Loan đã mở két sắt ra lấy số tiền, lấy tài sản trong đó không được sự đồng ý của mình, rồi lại nhắn tin hăm dọa cho bác sĩ, rồi tiếp tục lấy quyền Oxin thưa mớm. Em nói như thế này là thưa là thưa, nhưng mà họ cứ làm tất cả mọi thứ đi, đủ nói chung hết phước thì phải trả giá. Khi mà họ làm tất cả mọi thứ rồi, khi không làm được gì nữa thì lúc đó là họ phải chịu tội trước pháp luật thôi. Giờ họ cứ làm mọi thứ đúng không cô chú anh chị. Đó. Có trên đời này đâu đâu có Oxin nào mà nhưng đi ra khỏi nhà chủ nhà mà lại đòi cái bàn thờ không cô chú gì, lại dọn hết tất cả những cái đồ đạc. Hồng Loan không thưa là hên lắm rồi đó, nói chi mà đòi thưa ngược lại Hồng Loan, cô chú anh chị thấy rõ ràng không đó. Nhiêu đó thôi chúng ta đủ hiểu những con người này thâm tập và mưu cỡ nào rồi. Đó. Cũng vì nể tình, cũng vì thấy chăm sóc, cũng thấy con người thật thà, nhưng mà quý vị không, bây giờ kết cục ra sao đó. Mà quý vị thấy có để ý một lần không, họ bằng mặt chứ không bằng lòng. Tại sao em nói vậy, quý vị thấy rõ ràng live show của 67 lần thứ nhất, live show 67 lần thứ hai, cô trợ lý nào đâu đi đúng không. Và thật sự có những cái mà bắt buộc giống như là ngày đó
mày phải có mặt ở địa điểm đó để đi lên mộ để cho truyền thông biết về mối quan hệ của mình, thì mới đi chung, giống như lên mộ đó, không có đâu nói chuyện đúng không? Nó quý vị cũng thấy rằng nó cũng đâu có đi qua coi show này kia đâu. Nói chung là gọi là bằng mặt không bằng lòng, ai cũng vì lợi ích hết trơn á, chứ đâu yêu thương gì ao đúng không? Thì đây cũng là một số những cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ và cập nhật cho cả nhà. Thì một lần nữa cũng xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye.